hôm nay á Thanh sẽ đi ra đồng để Thanh thử thử thách ăn cơm ở ngoài đồng. Thì bây giờ là đang giấc trưa cô chú anh chị em các bạn rồi. Thanh có đem theo một chút mắm với gạo. Thì bữa nay Thanh sẽ làm thử thách ăn cơm ở ngoài đồng. Bây giờ Thanh sẽ đi trước tiên Thanh sẽ đi chặt lá chuối để mình làm cái ổ trước đi, rồi sau đó mình sẽ đi kiếm gia vị. Bây giờ Thanh để mấy cái này ở đây. Thì bây giờ sẽ chọn cái chỗ này. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị em và các bạn cùng đi đốn lá chuối để làm cái ổ của Thanh nha. Đốn vài lá để mình làm cái tổ ấm. Bữa nay á là giấc này là đang giấc trưa á cô chú anh chị em các bạn. Thì Thanh không có ăn cơm ở nhà. Thanh đi bán xong á, Thanh đi bán xong từ hồi sáng là Thanh đi bán xong rồi. Tới giấc trưa này á Thanh về Thanh không có ăn cơm ở nhà mà Thanh đi ra đồng để Thanh trải nghiệm ăn cơm ngoài đồng cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Nãy giờ Thanh đốn lá chuối cũng xong rồi các bạn ơi, bây giờ Thanh đem này đẳng để Thanh lót cái ổ. Bây giờ ôm lá chuối này đẳng. Này. Lót vô đây. Cái lá chuối này nó đều ngon luôn. Ui, cái lá chuối này là coi cái này các bạn ơi, nó còn nguyên xi luôn mà nó bụng chà bá lửa luôn nè. Vừa mới đi bán xong là Thanh đi ra đồng để Thanh làm trải nghiệm ăn cơm ngoài đồng luôn á. Bữa nay là không có ăn cơm nhà luôn. Bây giờ xong cái chỗ rồi, bây giờ mình đi kiếm gia vị. Bây giờ Thanh bắt đầu đi đó. Và bây giờ mình đi tại đây quá trời bạn ơi, bự rồi. Ôi nè, trái này từ 3kg, 4kg luôn á. Hết sức đã luôn. Trái này đi. Dạ, hai trái luôn. Rồi, bây giờ Thanh kẻ đu đủ xong rồi. Bây giờ Thanh sẽ đem về cái chỗ hồi nãy. Đây được hai trái, hai trái đu đủ chập bá lửa luôn. Hai trái này là khoảng 6-7kg luôn á, bự quá trời bự rồi, quá trời nặng rồi. Để mình nấu cơm á thì bữa nay trời nắng chang chang luôn cho nên phải đội theo cái nón nè các bạn. Rồi. Ui. Tất hai trái đủ thôi mà cái tay nó quải luôn á. Hai trái này khoảng là từ 7-8kg luôn, quá chèn bự rồi. Bây giờ Thanh sẽ đi kiếm thêm vài cái gia vị như là để mình chấm ăn kèm á. Bây giờ mình sẽ đi dài ra đây.
các bạn ơi. Thì Thanh vừa mới đi quá mệt. Thanh vừa mới lội qua tú cái mị dạng bên kia kìa các bạn thấy không? Cái vườn nguyên một cái vườn măng, vườn tre á, tre người ta trồng lấy măng á các bạn. Thì Thanh có gặp được ông chú đó, Thanh xin được hai mục măng. Thì chú cho Thanh hai mục măng nè. Thanh đi tuốt qua bển luôn á, đó, tuốt cái mì dạng bển á mới được hai mục măng. Bây giờ Thanh sẽ ui cái me. Ui trái này các bạn, ui. Ôi, hết sức đã luôn rồi. Để Thanh chụp bẻ thử. Ui me này, me gừng này các bạn ơi. Ở đâu mà được ở đây một cây nãy giờ đứng không hay luôn. Ui, hết sức đã luôn. Trái me này là me non này các bạn ơi. Me này là vừa ăn rồi, về nấu canh chuột ít rồi. Coi nè các bạn, cái nhánh me coi nè, trái hết sức trái luôn nè. Ui, trái me nè, hết sức luôn. Để Thanh sẽ ăn thử. Me này chắc chua. Quá chèo. Mè cũng không chua, có trái muối ớt chấm cái hết thảy các bạn ơi. Ui. Thanh thấy thêm một món ăn nữa rồi các bạn ơi. Được thêm một bắp chuối nữa kìa. Bắp chuối đang treo lững lơ. Để Thanh đi qua Thanh bẻ luôn. Để lát nữa cái bắp chuối đó mình chấm với mắm đó các bạn. Hai bắp luôn, hai bắp chứ không phải một bắp nữa, hai bắp luôn các bạn ơi. Ui, cái này là bắp chứa hột các bạn ơi. Người ta không ăn á, để cái tàn nó giải hết trơn luôn trời. Ui, ở đây có con nhái xanh nữa nè. Ủa, con nhái xanh á. Bây giờ Thanh bẻ bắp chuối. Con nhái xanh. Rồi. Ui, cái bắp chuối này hồi chấm mắm ăn là hết sảy luôn. Cái này các bạn ơi, bẻ cái bắp nhỏ thôi à, còn cái kia nguyên một cái quầy chuối hộp, nếu mà ra trái hết là cũng bự lắm đó các bạn, mà tại vì người ta không ăn để nó giải hết luôn. Nãy giờ là Thanh thu hoạch được bao nhiêu này rồi các bạn ơi? Bây giờ ôi thấy cây cana trái nhiều quá à. Để Thanh để cái này xuống đây. Bữa nay là Thanh chơi trải nghiệm đồ động hết luôn các bạn ơi. Để Thanh leo lên cái cây cana này, Thanh gung thử coi có trái không. Ở gì, có trái chín không? Trái chín thì nó sẽ gục, trái chín ăn ngọt lắm á. Chết cái này mình bẻ vài trái đủ ăn. Chết cái này không có trái chín, hồi nãy Thanh lụm được cái trái chín kia ăn ngọt ghê luôn. Ớt nó là hết sảy luôn rồi, hết sảy miền Tây luôn rồi. Rồi như này đủ ăn rồi. Này được bao nhiêu này các bạn ơi, đó mấy trái cành nè. Bây giờ Thanh gọn đồ đi rẳng bắt đầu mình chuẩn bị nấu cơm thôi. Let's go. Ui, cái chỗ này cá lồng tông nhiều quá các bạn ơi. Thấy cá thấy ham luôn á. Cá lồng tông thấy ham luôn kìa, coi kìa. Ngớp nhấp luôn. Thì nãy giờ là Thanh chặt
cây để Thanh làm cái lò xong rồi các bạn ơi. Bây giờ là tới cái công đoạn Thanh sẽ cắt trái dừa, trái xíu nữa nói trái dừa, quen miệng trái dừa. Thì tới công đoạn Thanh sẽ cắt trái đu đủ. Cắt trái đu đủ để Thanh, một trái thì Thanh nấu cơm, còn một trái thì Thanh sẽ chưng mắm. Bây giờ Thanh cắt trái bự chú đi, qua cái trái đu đủ bự. Ui đu đủ mỏi dịch luôn. Trái đu đủ này ngon dữ à. Bây giờ ui cái trái đu đủ này hết sức ngon rồi các bạn ơi, coi nè. Ui trái đu đủ mỏi dịch luôn. Wow. Coi nè. Cái này ăn chắc ngọt lắm rồi các bạn ơi. Ngon nghe. Bây giờ là Thanh cắt nãy giờ được hai trái, bây giờ Thanh đi rửa. Rửa để mình moi hộp ra các bạn ơi. Bây giờ là nãy giờ Thanh cũng đi rửa đu đủ xong rồi nè các bạn ơi. Rửa xong hai trái đu đủ cũng biết bao nhiêu lâu á. Cái xe đó là xe của ông chủ ruộng đó các bạn. Bây giờ ông đi bẻ ổi ăn rồi. Hồi nãy ông cho Thanh được hai trái nè. Bây giờ Thanh đổ gạo vô để Thanh nấu cơm. Nấu cơm trong trái đu đủ. Đây, Thanh có đem theo một ít mắm với một ít gạo và thêm một chút gia vị. Thanh sẽ nấu cơm trong cái trái đu đủ mỏi dịch nè. Đây. Rồi bây giờ Thanh cho gạo vô trong. Bữa hổm thì Thanh nấu bằng trái dừa, mấy tiếng đồng hồ mới chín. Không biết trái đu đủ này sao nữa các bạn. Nhưng mà chắc trái đu đủ này dễ chín hơn cái trái dừa. Tại trái dừa nó phải cháy vỏ. Còn trái đu đủ thì nó nóng hơn là bắt đầu ở bên trong nó chín là nó sẽ chín. Thì bữa nay là Thanh không có dừa. Bữa nay Thanh không có trái dừa nào hết. Bữa nay Thanh sẽ nấu bằng nước suối. Cho hết vô luôn. Đó. Bây giờ mình đậy nắp lại. Cái này các bạn. Ngon ghê luôn. Nó hết sảy, hết sảy. Cho mắm vào luôn. Bây giờ Thanh sẽ cho mắm vào trái đu đủ và Thanh làm hai thứ này sẽ nấu chung một lần luôn. Thì nãy Thanh có vót được hai đôi đũa, gì một đôi đũa này các bạn. Rồi bây giờ Thanh nêm nếm cái này thì Thanh có đem theo muối, đường, bột ngọt với một chút muối nè, đường với bột ngọt với lại miếng tỏi cho nó khử mùi tanh đó các bạn. Rồi bây giờ mình trộn đều lên các bạn luôn. Cái này do là mình làm ở ngoài đồng các bạn, nó sơ sài cho nên nó sơ sài thôi, chứ mà mình làm ở trong nhà mình nấu ăn á thì nó sẽ đầy đủ gia vị hơn nha. Rồi mình đậy nắp lại. Nó bây giờ tới công đoạn lắc cái trái dừa, ấy lộn, trái đu đủ cho nó đều gạo. Rồi xong, nhóm lửa. Cái hộp quẹt đâu ở đây? Có đem theo cái hộp quẹt luôn, cái này mà không có nữa là xong luôn. Bây giờ là trời bắt đầu chuyển mưa hì hì tới nữa các bạn ạ. Lần nào mà ra đồng nấu ăn cũng bị trời chuyển mưa chứ. Số xui hay sao á. Hay là không hợp với phong thủy.
Đợt nào đi ra đồng mà nấu ăn á là cũng bị mưa chứ. Gió quá gió cho nên nó nhúm lửa cũng khó. Rồi bây giờ là nãy giờ hành nhúm lửa cũng cháy rồi đó các bạn. Đã quay. Quá trời chỉ mưa gió thì luôn rồi. Cái nhánh cà na mình lụm á các bạn, nó có dính cái tổ ong trên đây nữa nè. Tổ ong này á chim nó bỏ tổ rồi nè. Cái này mà phải nó còn tươi nha, ăn nguyên nhớ cái mặt ngon lắm. Bây giờ là bắt đầu lửa nó cháy bừng bừng luôn các bạn ơi. Cái trái đu đủ á, thấy nó ra dầu nhiều ghê luôn á. Nay á Thanh nướng cái bằng nấu cơm và nướng bằng cái trái đu đủ á, cái ông chủ đất ổng thấy lạ lạ, ổng đứng ổng xem. Đó, bây giờ nó ra dầu nó bắn phì phì luôn rồi. Thì hồi nãy á, lúc mà Thanh đi chặt lá chuối á, Thanh có gặp cái này nè các bạn. Thanh lụm được cái này. Thì bây giờ Thanh sẽ để hai cái mục măng này lên nướng luôn. Không biết nướng ăn được không nữa nè. Nóng quá. Nó đặt lửa rồi nóng ghê. Lửa nó mạnh ghê các bạn ơi. Nó lửa nó tạt qua bên đây á thì nó sẽ chín luôn cái mục măng các bạn. Bây giờ mình gầy củi qua bên đây. Đó giờ là mình chưa có nấu nấu cơm bằng cái trái đu đủ nữa. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử xem nó sẽ như thế nào. Gió quá gió. Cái này nữa là chuyển mưa. Chuyển mưa tối trời luôn các bạn ơi, coi trời. Mà hình như là chắc chuyển mưa mà gió mạnh quá là nó qua mưa luôn á. Cái cơn nó bay đi vậy đó. Lên luôn á, kiểu như là nó cháy cái da nó phồng lên luôn các bạn. Lần đầu á Thanh thử nghiệm ăn cái món này luôn á, đó giờ là chưa có ăn thử. Bây giờ là bắt đầu mình sẽ trải nghiệm ăn thử, mà chắc lâu lắm á các bạn ơi, tại vì trái đu đủ á, nãy Thanh thấy là cái thịt nó dày dữ lắm luôn đó, cái da nó bong lên luôn á các bạn. Cái phần da đó nó bong lên luôn. Quá wow, ui quá gió tới rồi. Mưa thì luôn. Nấu cơm với các bạn, cái bây giờ là ông chợ quất cho một đám mưa, bây giờ cái chỗ của mình nó hoàn toàn luôn kìa. Bây giờ mình phải đi cắt lá chuối để mình dựng cái trại lại các bạn ơi. Đây nè, cảnh sát hoàn toàn luôn rồi. Bây giờ là dính mưa luôn, không biết cái này chín nổi không nữa nè. Giờ phải đi cắt lá chuối dựng lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này là dựng đỡ thôi chứ nó dột dữ lắm luôn các bạn ơi. Bữa nay là dính đám mưa là hết ham luôn rồi. Bữa nào cũng quay cái lúc mà nấu ăn ở ngoài đồng đó các bạn, cái là dính mưa, mà bữa nay là dính mưa thiệt luôn rồi. Cái này là đỡ đỡ luôn. Rồi bây giờ là bắt đầu để Thanh nhờ cái đống lửa này nè các bạn, nó ấm lại chút thôi là lạnh thấy mồ luôn. Ui, cơm của mình bây giờ là cũng đã chín rồi nè các bạn ơi. Mắm nó cũng chín luôn rồi nè. Đó, ý, nước mưa nhiều nè, cơm chín hết trơn luôn rồi nè. Dạ. Đợi chút xíu nữa để mình dựng cái chạy xong rồi bắt đầu rồi mình sẽ đem xuống thưởng thức. Bây giờ quá chèn rồi các bạn ơi, quá chèn mưa luôn rồi. Không biết sao luôn. Lấy cái áo mưa dựng lên nữa nè. Rồi, thì nãy giờ là Thanh vừa mới dựng cái chạy xong rồi các bạn ơi. Bữa nay là rất là xui luôn, bữa nay đi ra ngoài đồng để nấu cơm ăn mà cũng bị mắc mưa nữa. Nãy giờ cũng dựng xong rồi nhưng mà nó cũng còn dột tùm lum hết trơn á. Bây giờ là bắt đầu cái này của mình nó cũng đã chín rồi. Bây giờ đầu cổ ướt nhẹp hết trơn các bạn ơi. Đầu cổ nó ướt như là con chuột lột luôn rồi. Nấu cái này cũng rất là lâu rồi đó. Nãy giờ Thanh nấu là cũng mấy tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Bây giờ mới được chín nè. Nhưng mà bị mắc một đám mưa nữa, mưa cũng cỡ rất là dai luôn, cỡ nửa tiếng đồng hồ luôn các bạn. Bây giờ là ngồi đây ăn luôn rồi, ướt nhẹp luôn rồi. Cái đầu cổ như con chuột lột luôn rồi. Dựng cái chạy dựng đỡ đỡ đấy các bạn, tại vì nó cũng còn dột tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ mấy cái này là nó chín hết, bây giờ anh sẽ nhấp xuống và mình thưởng thức. Yeah. Cái này nhấp xuống cũng hơi bị khó nữa nè. Còn lá chuối nữa rồi. Rồi bây giờ bắt đầu Thanh nhấp xuống các bạn ơi. Cái đu đủ này là đu đủ nấu mắm nè. Còn cái này là mới ngon nè, cái này là cơm nè, cơm nấu trong cái đu đủ nè. Bây giờ mình nhắc hai cục măng xuống. Ui. Nó nóng ra luôn, cũng nhờ là dựng kịp chứ thôi là cái bếp mình nó ướt nhẹp luôn các bạn. Rồi, xong. Thì bây giờ là mình lột măng ra nè các bạn. Cái măng nó non ghê ghê luôn nè. Ui ui ui. Dữ hay luôn. Bây giờ lấy cái dao này cắt mấy cái khúc đen đen này ra bớt các bạn ơi. Lần đầu tiên á ăn thử cái món mà măng nướng này luôn á. Thì bây giờ bắt đầu đó là mình lột măng xong, bây giờ mình sẽ thưởng thức các bạn ơi. Ướt cơm nè. Cái này là cơm nướng trong cái trái đu đủ, cũng lần đầu tiên mình mới ăn thử luôn nè các bạn. Cơm mình nấu là nó chín nè các bạn. Nó chín vừa chín tới luôn nè, với cái lá chuối. Còn cái này là mắm kho nó. Cái mùi mắm nó hắt lên thơm ghê luôn. Thơm với cái nó hòa với cái mùi đu đủ đó các bạn. Này bớt cơm nè. Nên là trải nghiệm ăn cơm ngoài đồng. Mà bữa nay là xui ghê luôn. Bữa nay bị mắc mưa các bạn ơi. Đây, cơm nấu trong đua trái đu đủ á, lần đầu tiên mà nấu luôn mà thấy nó cũng rất là ngon các bạn, nó chín tới luôn nè. Rồi bây giờ Thanh bắt đầu ăn chung với mắm. Bây giờ mình sẽ chấm với măng là lần đầu tiên mình ăn luôn các bạn. Không
không biết ăn được không nữa, đó giờ chưa ăn nữa mà ăn thử luôn các bạn. Măng nướng, ui cái mùi nó thơm ghê luôn nè, nó hắt cái mùi ra thơm ghê luôn. Đây bây giờ mình sẽ ăn cái phần này trước. Thì bữa nay sẽ chấm với mắm, mắm chân trong trái đu đủ á các bạn. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức món món cơm nấu trong trái đu đủ và món mắm mắm chân trong trái đu đủ nha. Cái măng nó có cái vị đắng đắng nhưng mà ăn nó rất là thơm các bạn. Cái măng nướng các bạn công nhận nó đắng thiệt nhưng mà ăn nó rất là thơm luôn. Bây giờ Thanh sẽ ăn với cái con mắm. Cái này phải có cái muỗng mình chan ăn rất ngon các bạn. Mắm này mà chưng ăn hết sảy luôn á. Để thôi ăn vừa ăn luôn. Chấm như không cái mà. Thành sẽ cắt cho anh cái bắp chuối. Bắp chuối này mình chấm. Phải có cái dao thái cắt nó nhanh hơn. Quá. Bây giờ nó lục. Này. Đó. Cái bắp chuối mà chấm với mắm ăn ngon lắm luôn các bạn. Bây giờ Thanh sẽ chấm ăn với cái mắm mắm kho, mắm chân chứ lộn. Cái bắp chuối nó giòn giòn các bạn, ăn rất là ngon luôn á. Nó chấm chung với cái mắm nữa, ăn hai cái mà nó vừa ăn nó hòa quyện lại ngon ghê. Nó có cái gì chát chát á. Thì cái me này hồi nãy là Thanh đem lúc mà đi kiếm gia vị các bạn, gặp vô tình gặp được cây me gừng nè, bẻ đâu được vài trái, giờ mình chấm với mắm ăn luôn. Phải có cái muỗng xúc cái thịt đu đủ này ăn luôn các bạn nè, cái mắm kho chân ăn chung với mắm. Không phải luôn. Nó vừa chua mà chấm vô cái mắm đó, nó vừa ăn ghê luôn các bạn. Cái này ha, mà bữa nay mà đem theo cái chén muối ớt á là tới công chuyện luôn rồi. Cái bắp chuối ăn ngon ghê nè các bạn. Bây giờ là trời đang mưa luôn á các bạn. Mưa hồi nãy là rất là lớn luôn. Do là bây giờ là trời mưa lâm râm lại á, nó đỡ á. Chứ hồi nãy là mưa lớn luôn á. Mưa lớn bữa Thanh dựng cái trại á, Thanh chạy qua tới bên đây luôn nè. Dựng cái trại cũng không có được lành nữa. Cái trại là dựng đỡ thôi á, nó dột tùm lum hết trơn. Cái phần cái nắp hồi nãy này các bạn nó cũng chín luôn á, bây giờ hình thành cạp luôn, chắc là nó ngọt dữ lắm luôn á, tại mới hồi nãy là mình ăn sống thôi là nó đã ngọt rồi đó.
nó mềm mềm mà nó ngọt đó các bạn. Nhưng mà có một cái nó hơi bị hôi khói nha, tại vì nè nãy là Thanh nướng á, khói nó tạt lên đó, cho nên nó hơi hôi khói một chút. Nhưng mà ăn vẫn ngon. Giờ mình chấm với cái bắp chuối này, ăn thấy nó bắt hơn cái món măng này các bạn ơi. Cái này là mới ngon nè các bạn, cái này là cái phần ngon nhất của cái bắp chuối luôn nè. Nó hơi chát nha, nhưng mà nó rất là ngọt luôn á. Bắp chuối mà chấm với mắm là ăn nhức nách luôn các bạn. Cái này do là Thanh đi ở ngoài đồng á, nó còn thiếu rất nhiều gia vị á. Lúc hồi mà mình nấu ở trong nhà thì nó ngon hơn nữa các bạn, tại vì nó đủ độ hơn á. Bữa nay ăn là rất vui luôn, vừa mới đang nấu cơm mà chưa kịp chín nữa là bắt đầu bị mưa các bạn, quất một đám mưa rất là lớn luôn. Phải hồi nãy á vui bán xong rồi ở nhà ăn cơm nhà luôn đi cho nó dạng nhanh gọn. Phải chi mà cái mắm này nha, Thanh có thêm cái chiến dịch nữa là vô là nó hết sỉ luôn á, nó ngon các bạn. Mà thêm á nha, Thanh nấu cái này á cũng không phải là mau nữa, cái này nấu đâu 4-5 tiếng đồng hồ luôn mới chín, mới vừa sôi lên nè. Tại vì các bạn biết sao, cái trái đu đủ này á nó rất là thịt, nó cơm á, cơm thịt của nó dày á, rồi cái mình để vô đây mình nấu á lửa cũng rất là lâu luôn nó mới chín được đó các bạn. Do là cái trái đu đủ á nó mềm luôn á, nó mới chín ở bên trong á. Thì lần đầu tiên mà Thanh trải nghiệm cái món này luôn á thì thấy nó rất là cực luôn á các bạn. Đi bán xong á chị ra đây đặng ăn cái món này thử thách trải nghiệm cho cô chú anh chị em nha các bạn cùng xem. Nhưng mà quá cực rồi, bữa nay là dính đám mưa nữa chứ, vừa mới nấu xong chưa kịp sôi nữa là bắt đầu bị dính đám mưa. Đám mưa cũng kéo dài khoảng nửa tiếng, hơn nửa tiếng nha các bạn. Cho nên nó Thanh dựng cái chạy đỡ nè, Thanh dựng cái chạy này đỡ để mình ngồi mình ăn cơm. Thì lần đầu Thanh trải nghiệm ăn cơm ở ngoài đồng, mà nấu cái món ăn rất là lạ luôn. Thì mắm nướng trong trái đu đủ với lại cơm nấu trong trái đu đủ thì lần đầu tiên mà Thanh làm luôn á, rất là cực luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Thôi Thanh cũng có bẻ được một mớ me gừng với lại mớ trái cana, bữa nay mà đem theo trái muối nữa là hết sỉ luôn rồi. Mấy trái ổi nè các bạn, được hai trái này á là của ông chủ á, hồi nãy ổng vừa mới bẻ, ổng đi ra ổng thăm ruộng đó rồi ổng sẵn bẻ ổi đúng không, ổng cho mình hai trái để chặt. Không biết có bị sâu không nữa, tại vì ổng nói là cái ổi ông trồng nó sâu không các bạn. Ổi này cạp mới ngon chứ dùng dao, cây dao này cắt một cái hết ngon, không có bị sâu các bạn ơi. Ổi ngọt lắm luôn, cảm ơn. Có cái muối nữa chấm hết sảy luôn. Bữa nay đúng là một ngày xui xẻo luôn á, bị mưa. Thôi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã đón xem hết video của Thanh. Mong cô chú anh chị và các bạn cho Thanh xin một like, một lượt đăng ký kênh để Thanh có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nha. Bye bye.